rất lạ. Anh không ngờ là tại đất nước Thái Lan mà một cái vùng hẻo lánh như thế này là có một bộ tộc khá là hay. Tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Và đây là một cái con đường nhỏ nè để dẫn vô cái bộ tộc Long Giết. Cái bộ tộc này thì nghe nói trước đây là của người Myanmar, nhưng mà sau này thì họ sống ở đây luôn. Cái bộ tộc này thì còn được gọi là với tên là bộ tộc cổ cao. Ở trên thế giới thì nói về cái đẹp thì không thể nào định nghĩa được cái đẹp, cô bác quý anh chị. Tại vì cái đẹp ở mỗi quốc gia nó sẽ khác nhau. Cái đẹp của mỗi bộ tộc nó sẽ quy định khác nhau. Và thậm chí đối với đất nước Thái Lan này đó, cái đẹp thì là một người phụ nữ thon gọn, dáng mảnh mai ha, eo thon. Thì đối với cái bộ tộc Long Nít này đó thì họ, cái đẹp của họ là cái cổ càng cao lên. Có những bộ tộc cái đẹp cũng rất là lạ lùng, ví dụ như là môi càng, cái vành môi á mà có cái đeo cái đĩa mà càng bự á thì họ cho rằng là cái đó càng đẹp. Hoặc là tóc bệnh càng nhiều á, tóc được bệnh càng quấn càng nhiều thì sẽ càng đẹp. Nên thành thử là cái những nơi thì người ta sẽ cho rằng á là người phụ nữ mà mập tròn trịa bầu bỉnh thì sẽ đẹp. Có những nơi thì người thích lại thích những người phụ nữ mảnh mai thon gọn cao gáo thì sẽ cho là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ quay một cái nét đẹp của một cái bộ tộc Lonit, một cái bộ tộc ít người ở đất nước Thái Lan mà sâu hun hút ở trong cái khu cái con đường hẻo lắm như thế này. Trước đây thì Bùi Hồ có đọc được một cái bài báo về cái bộ tộc này, thì ước một lần được đặt chân đến đất nước Thái Lan và tìm đến đây để mà quay cho cô bác quý anh chị trước mắt là sẽ trải nghiệm cùng với những người ở bộ tộc, những người phụ nữ cổ cao như thế này. Và cái thứ hai là để mà quay hình cho cô bác quý anh chị xem luôn, chia sẻ về một cái bộ tộc kỳ lạ tại đất nước Thái Lan mà cứ nghĩ là không phải là tại Thái Lan mà là ở một đất nước xa lạ nào đó ở châu Phi chẳng hạn. Ở đây có mình những cái gừng tre, những cái tiếng con côn trùng nó kêu á, nhìn khá là lạ. Và nghe nói thì cái ở đất nước Thái Lan á, họ bảo tồn cái bộ tộc này. Và cái việc họ vô đây, Bùi Hồ vô đây thì phải mua vé nè. Và cái vé đó được phục vụ cho những cái người dân ở bộ tộc này để bảo tồn một cái nét văn hóa khá là hay. Mà hôm nay đến thời điểm này Bùi Hồ quay hình cho cô bác quý anh chị xem. Đây là một cái hình ảnh khá là giống như những cái bộ tộc ở Tây Nguyên á. Hình ảnh của một người nam, một người nữ. Người nữ này thì ở trên đầu có đội một cái giống như cây nón, mặt cái cổ thì dài. Còn đây là một người nam, hai người đang ôm nhau để một cái bầu ngực trần. Hình như là dấu hiệu của sự sanh sôi nảy nở. Và đây là cái cổng vào. Thì cái cổng vào như thế này nè. Thì ở đây nó có rất là nhiều những cái hành tre hay gì bệnh lại thành những cái vòng như thế này. Ở trên đó có đóng những cái cây đinh để mén lên đó cô bác quý anh chị. Ui, cũng khá là vắng vẻ ha. Và bây giờ thì mình sẽ vô đây. Akha Vilay là đây là một cái ngôi làng của cái bộ tộc đó nè. Mình sẽ lên đây trước ha. Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem. Ở đây thì các người phụ nữ mà cổ càng cao thì sẽ càng đẹp à. Đây là một cái ngôi nhà khá là lạ và nó giống như là một cái ngôi nhà sàn á.
À, hello. Dạ. Dạ. Cô này đang hướng dẫn Quỳ Hồ mua một cái chuông gió. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. 100. 100 baht. Cô nói sao á? À, 100 baht. 100 baht. À. À. Yeah. Yeah. Tí xíu thì mình sẽ mua cho cô. Dạ. À, dạ. Ở đây cô bán rất là nhiều những cái đồ lưu niệm á của người Thái, vì cái chính phủ của Thái Lan á, họ đang bảo tồn lại cái văn hóa cũng như là cái trang phục cũng như là các sắc phục của các cô nè. À, cô nói là ba cái cộng đó là chỉ có 100 bạc thôi. À, cái cộng đó là cái cộng dây đeo tay. Dạ. Dạ. À, tí xíu rồi mình sẽ mua cho cô, tại vì nói chuyện cũng không có gần lắm. Dạ. À, đây là những cái ví á. À, dạ. Dạ. Ở đây con voi, có cả hình những cái con chim như thế này. Dạ. Yeah. Handmade có nghĩa là cô nói là cái sản phẩm này đó là cô chỉ làm thủ công thôi, yeah. Làm bằng tay á. Handmade. Dạ. Cô nói là cái hành này là chỉ có 100 bạc thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Just okay. This, yeah. À, gầu cho gầu complex. À, cô nói là đi vòng vòng ở đây không có chỗ nào bán rẻ hơn cô. Ồ, đây là cái gì lạ quá. Tại vì Bùi Hồ không có giữ tiền ở trong túi nên là nữ là đợi em Phong để mà em Phong lên để mà có thể mà mua một ít ủng hộ các cô. À, còn cô này thì cô cũng đang chào đón mình mua những cái mặt hàng của cô nè. À, ô tô 50 bạc. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Tri hoan hán gạch. Dạ. Cô nói là ba dòng này chỉ có. Dạ. Yeah. Handmade. Bây giờ thì tiếp tục mình qua một cái nơi này nha cô bác quý anh chị. Ở trong giữa núi rừng như thế này mà gặp những cái cảnh như thế này thì cô bác quý anh chị cứ ngỡ là Bùi Hồ đang ở một đất nước nào đó rất là xa xôi, nhưng mà không phải. Bùi Hồ đang ở một cái nơi đó là miền Bắc của Thái Lan. Nó giáp với lại cái đất nước Myanmar. Dạ, yeah, hello. Dạ. Yeah. À, bà đang thấy mình và kéo khẩu trang lên. Dạ. Yeah. Đang vuốt một cái con cóc đừng cho nó kêu tiếng kêu. Dạ. Yeah. Ở đây có những cái vòng nè, những cái trang sức của bà nè. À. Đây là những cái hình nhỏ nhỏ rất là dễ thương, các cổ cao. Long đi. À, dạ. Yeah. Còn lên kia nữa mọi người. Và bây giờ thì Bùi Hồ sẽ đi qua đây ha. Dạ, yeah, có một bà cụ bà ở đây nè. Dạ. Yeah. Akadachi. Akadachi.
Daisy. Dạ, dạ. Daisy. Dad. Akha, Daisy. Akha, Akha đó. Akha. Akha. Ok. Đó. Dạ. Đó. Không, không, không. Cô này nói mình là Akha Daisy. Akha Daisy. Dạ. À, đó. Yes. Akha bo chong tu. À. Dạ. À, không hiểu lắm luôn. Là sao? Dạ. Mình không có gành cái tiếng. À, cái này là bỏ tiền vô đây ha. Yeah, mình có một ít tiền lẻ mình bỏ vô cho cô. Hồi sáng thì mua còn cái gì đó, một ít tiền lẻ thì Phong có gửi cho Bùi Hồ. Đây, một ít tiền tiền bạc. Yeah. 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 À. Yeah. 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 À. Yeah. À, mình bỏ thêm đi, mình không có biết nhiêu tiền nữa nha. Cái không Bùi Hồ không biết có biết tiền Thái. À dạ. À. À cho tiền bà thì bà mới đánh. Dạ. Đây là một cái nét độc đáo của người dân tộc Long Gix. Akha. À, thật ra thì Bùi Hồ cũng khá là bỡ ngỡ. Hiểu luôn mọi người. Đây là nhắc lại là bộ tộc Long Gix là một bộ tộc thiểu số ở đất nước Thái Lan giáp với đất nước Myanmar, cô bác quý chị. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mà chắc lâu lắm mới gặp lại được cái cảnh này. Yeah, thank you, thank you. Yeah. Yeah, thank you. Thank you. À, thank you. À, lát nữa mình sẽ gửi tiền thêm cho bà hay sao? Dạ, yeah. Bỏ. À. Dạ dạ dạ. À, mình còn nhiêu là bỏ nhiêu nha cô bác quý anh chị. Dạ, yeah, thank you. À. Bà thì cái trang phục của bà thì rất là đẹp luôn nè, bà có một cái
đeo những cái đồng tiền của Thái Lan á lên đây đó. Rồi đây là một cái nón được trang làm khá là công phu. Bên đây thì có hai cái xuống á, và cái áo của bà là một áo màu đen ha, thậm chí cái quần của bà nè, bà thì rất là lùn luôn. Bà thì so với Bùi Hồ thì bà khoảng chừng 1m2 thôi. Thank you. Yeah. Thank you. Bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ đi qua đây cho cô bác quý anh chị thấy ha. Một cái khá là lạ. Và đây là cái bản đồ đi vòng vòng nè. Ở đây là một cái chuồng heo. Ở đây là Khay Do and Phay Long. Cái chuồng nuôi con trâu con gì ạ? Không biết luôn. Trồng. Ở đây là đất đỏ cô bác quý anh chị. Họ sống ở đây thành một cái cộng đồng làng nhỏ nhỏ, và thậm chí là nuôi cái con gà ha. Cái chuồng gà bé tí. Cái gùi này giống như ở Tây Nguyên của Việt Nam. Giờ thì rời khỏi một cái ngôi làng như thế này thì Bùi Hồ sẽ đi lên trên kia. Ở đây đó giống như là một cái nơi bán quà lưu niệm, ôm lại những cái nét đẹp của dân tộc Luang Nít, một cái dân tộc thiểu số của Thái Lan giáp với đất nước Myanmar. Ở đây thì nó cũng sẽ gần với lại đất nước Lào. Và ở chuỗi video tiếp theo thì Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem về một cái tam giác vàng giữa ba nước Lào, Thái Lan và Myanmar. Cái con đường này lên đây thì khá là heo hút luôn. Ôi nghe tiếng chim kêu quá. Đường này là đường đất nha cô bác quý anh chị. Ở đất nước Thái Lan thì rất là phát triển, và thậm chí là phát triển về văn hóa luôn. Có rất là nhiều cái hay mà Bùi Hồ sẽ chia sẻ cho cô bác quý chị ở chuỗi video clip sau. Ở cô này bán đồ cổ cao nè, đồ lưu niệm cổ cao. À, tới cái làng cổ cao nè. Đây là một cái nơi mà Bùi Hồ sẽ giới thiệu cho cô bác quý anh chị ở video clip này. Đó là làng cổ cao, và người dân ở đây đang dệt thổ cẩm. Hello Akha. Yeah. Cô sợ mình, cô phải mang khẩu trang. Đây là cái cô sẽ dệt những cái thổ cẩm như thế này. Và đây là đồ treo lên này. Đây là người cổ cao. What? How much? Hả? One hundred. Cô nói này là 100 bạc. 100 bạc thì khoảng 70 ngàn. One? How much? How much? Two hundred. One hundred. Yeah. Cổ cao là một cái nét đặc trưng, người ta sẽ có những cái hình ảnh như thế này. How much? One. Yeah. Đây là những cái vòng đeo tay bằng bạc á.
Và thậm chí đây là có những cái hình này. Năm qua hình này đẹp lắm luôn nè. Yeah. Thank you. Yeah. Ở đây người cắt bé lớn lên thì được sẽ được đeo một cái vòng vào cổ. À, gọi là làng cổ cao. Thì nó sẽ chính xác hơn cái này ngã này. À, đây. Ở ngoài sau quả một cái chiếc gùi màu trắng. Người màu trắng luôn. Cái cổ là càng cao như thế này là càng đẹp à. Hay quá. À, 200 hến gợt. À, chu chiu chiu hến gợt. Bạc. Dạ. À, đây có hình cả một người người phụ nữ đó. Dạ. 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 À. Mình hỏi là cái cô mấy cái bạn cổ cao nằm ở đâu thì bạn đó chỉ xuống đây. Cũng giống như những cái ngôi nhà ở trong clip trước á. Đây, cô này cổ cao nè. Trời. Yeah, ra nè kìa. Quay quay xong chưa? Em đang quay xong rồi. Dạ, cứ được bấm lấy cho anh này. Nè, rồi rồi, anh đang quay đó. À. Anh qua sẽ mua cây Zanaka nha. Ở đâu? Và ở đây là một cái bạn thiếu nữ đang đeo một những cái vòng bạc. Và những cái vòng bạc này thì đối với bộ tộc Longyear này đó thì cái cổ càng cao thì người phụ nữ nó sẽ càng đẹp hơn. À. Và cái tuổi càng nhiều thì cái vòng số lượng vòng nó sẽ càng nhiều hơn. Ở cái đẹp ở trên thế giới thì mỗi nơi có một cái đẹp khác nhau, nhưng mà đây là một điều đặc sắc ở tại đất nước Thái Lan. Mình thấy ở trên mặt của bạn này nè có Zanaka, có tha một cái chất gọi là cái chất tạo từ cái vỏ cây đó. Thì bây giờ mình cũng sẽ muốn sẽ giống bạn sẽ như thế nào. Master Tanaka. Master Tanaka. Okay. Yeah. Đây là một cái keo Tanaka và Phong mới đưa cho mình. Yeah. Yeah. Tanaka được lấy từ một cái cây có tên là Tanaka luôn. Và đây là một trong những cái mỹ phẩm độc đáo của người dân Myanmar nói riêng và người dân bộ tộc cổ dài ở Thái Lan nói riêng. Và mọi người có thể thấy là phải thay lên như thế này nè, nó giúp cho cái khuôn mặt của mình đó giữ ẩm rất là tốt. Thật ra cái mùi như thế này nó rất là thơm. Và đây là một cái chất giữ ẩm của người dân tộc cổ dài nó riêng, và hiện nay nó đã trở thành một mỹ phẩm luôn rồi. Yeah. Cái cảm nhận của anh Hồ ngay lúc này như thế nào? Mọi thứ nó đối với anh nó đều rất lạ. Anh không ngờ là tại đất nước Thái Lan mà một cái vùng hẻo lánh như thế này là có một bộ tộc khá là hay về cái bản sắc của dân tộc mình. Ấn tượng nhất là cái cổ á, cái vòng đeo cổ. Và chắc có lẽ là lên hình thì tấm hình này nó sẽ cực kỳ để sẽ nhắc là nhiều năm nữa trên những cái mạng xã hội như là Facebook nè. Yeah. Em gái này chỉ mới có 22 tuổi thôi, chưa có người yêu. Hồi nãy có tâm sự với mình là muốn anh Phong Bụi là quay clip này lên là các anh trai trên thế giới là xem được. Yeah. Thì đến ngôi làng Lonit này. Yeah. Dưới cầm. Không. Cái này là cái trang trí để chụp ảnh kỷ niệm. Cái này thì rất là nặng luôn nha cô bác quý anh chị. Ước tầm thì nó khoảng chừng 1kg. Đây là chỉ là để trang trí cho du khách thôi. Chứ còn đối với bạn nữ này thì Phong có thể quay ngoài sau nè. Bạn nữ này thì ngoài sau có đeo luôn cả một cái vòng tròn như thế này nè. Dạ. Chia sẻ thêm với mọi người á, là người dân làng Longyear này làm cái nghề đó là dệt thổ cẩm. Vì vậy thì đến có thể mua ủng hộ cho bà con ở đây những cái khăn đeo
Thì bây giờ thì nhân tiện đây thì mình và anh Bùi Hồ, một trong những cái vị khách ở Việt Nam, đến đây xin mua tặng cho chị gái này một cái. Chắc có lẽ là mình sẽ mua thêm một ít đồ để làm quà. Ok. Yeah. Chụp tấm hình kỷ niệm này. Ok. Yes. Ok. Bây giờ thì mua ủng hộ. How much? Có 100. 100. 100. Ồ, oh, yeah. 70 ngàn. Ok. Ở đằng kia cũng 70 ngàn luôn. À. Yeah. Mình thì cái màu cho nó đen đen ha. Màu này được không? Mua ủng hộ. À, mua ủng hộ. Làm một cái vật phẩm kỷ niệm đi. Ok. 170. 70 ngàn. Rồi pho tượng này bao nhiêu? How much? 200. 140. Cũng rẻ. Yeah. Thật ra thì bạn bạn gái này thì rất là dễ thương luôn. Và đặc biệt thì thiếu nữ mà khi mà gần trưởng thành á, thì người ta sẽ đeo những cái vòng như thế này. Và đó là một cái trang trí, một cái nét đẹp. Thậm chí là ngay cả cái tay nè thì đeo hình những cái vòng bạc á. Có cái con voi nè, ở đây có 2-3 vòng. Đây nữa nè. Không biết thì ở những cái người nam thì sẽ đeo vòng như thế nào á. Thật ra thì cái vòng này nó rất là nặng luôn á cô bác của anh chị. Bùi Hồ có đeo và cảm nhận rằng là cái khi mà vòng càng nhiều thì cái khối lượng nó đè lên cái vai nó càng nhiều và trọng lượng nó rất là nặng luôn. Nhưng mà đó là cũng là một cái nét đẹp mà, nét đẹp mỗi nơi nó sẽ mỗi khác nhau. Đó, và thậm chí bạn này rất là dễ thương ha. Thank you. Yeah. Và đây là có một cái cô cũng rất là đặc sắc. Mà cô này thì chắc có lẽ là lớn tuổi hơn rồi. Cô đang đeo cái vòng á. Vòng bạc và đang làm vệt dệt. Ôi, cái chân của cô nè. Ôi trời ơi. Ồ, dạ. Dạ, dạ. Một, mình đếm thử nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 vòng. Ôi trời. Và ở trên này của cô, ở trên cái tóc của cô có đeo những cái cài giống như là cái chiếc đũa mọi người. À, đây là cái chân của cô. Yeah. Yeah, let's. Cái chân của cô nè. Ở đây cũng vậy nữa nè. Mình không biết là có xúc phạm với cô về cái sắc tộc của cô không. Có gì thì cô bổ qua cho mình ha. Đây là cái đai. Đây là hình như là da bò. Ngoài sao này là da bò. Cô rất là hiền luôn. Cô đang thủ công á. Mà bán mỗi một cái như vậy á là chỉ có 70 ngàn thôi. Có nghĩa là 100 bạc tương ứng với lại 70 ngàn tiền Việt Nam á. Mình chia sẻ thêm thông tin một tí xíu về cái vòng đeo cổ của cô á. Thì có chắc có lẽ là sẽ có nhiều bạn là nếu như mà việc mà cô tắm á, cô vệ sinh ở cái cổ như thế nào. Thì khi mà cô tắm thì cô sẽ dùng những cái tấm vải, cái tấm khăn á, sẽ lòn vô cái cổ và chà qua chà lại à. Cho nó vệ sinh sạch sẽ. Bây giờ thì em Phong Bụi sẽ chuẩn bị mua hỗ trợ cho cô một tí. Đây, mình sẽ mua một cái này, một cái hình này là dạ, 1.000. 1.000. Đây thì rất là hiếm hoi những cái du khách như thế này á. Hỗ trợ cho các cô nè. Các cô thì làm thủ công mà giá bán cho khách du lịch thì rất là rẻ, khoảng 100 bạc thôi. Có nghĩa là khoảng 70.000 đồng tiền Việt Nam. Các vật dụng trang trí này thì rất là dễ thương á. Nhìn dễ thương lắm luôn á. Và đây là một cái bộ tộc và lúc nãy thì Vui Hồ có đọc sai thì gọi là bộ tộc Lonis hay còn gọi là Kazan. Ở đây ngay cả có cả cái thùng Fundin Boss. Bây giờ thì mình sẽ đi lên một số cô ở trên này ha. Và Bùi Hồ sẽ đi lên những cái nơi này nữa, những cái căn chòi ở chỗ này nữa nè, để sẽ ủng hộ thêm cho
một số cụ bà ở đây những cái vật phẩm lưu niệm để cho coi như là động lực. Ơi có bạn này đẹp quá. Hello. Dạ. Yeah. How what? How are you? Yes, yeah. Dạ. Yeah. Yeah. Bạn này thì đeo cái vòng nó ngắn ngắn hơn. Dạ. Yeah. Rất là đẹp luôn. Cô ba này nữa nè. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Oh, cái cụ này hình như là cô này hình như là cao nhất luôn á. Cái cổ cao nhất luôn á. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Mình nếm cái cổ của cô coi bao nhiêu vòng ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 vòng. Ô trời ơi. Ô oh, dạ. Yeah. Very beautiful. Beautiful đó dạ. 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 Yeah. Yeah. À, dạ. Hai. Dạ. Cô đeo những cái những cái dạ. Dạ. Chứ mà nó mà nó phá rồi dạ. Dạ. Lu phô mẹ cả. Phô mẹ cả. Phô mẹ đu à. Dạ. Dễ thương quá. Ở đây cô sống ở trong một cái nhà sàn. Dạ. Dạ. Sơn khô. Dạ. Cô này là theo Bùi Hồ được biết thì cái bộ tộc Long Nít nghề thì là một cái bộ tộc của người Myanmar. Dạ. Nó phải chỉ cái bằng ca là bà thì linh cả cái bằng ca cái tài liệu tâm nửa này cực tốt khả. À, không hiểu là ta ơ, không hiểu là ta. Không hiểu luôn. Khó nạn thế này. Dạ. How much? How much? Yeah. 100. Yeah. Cô nói cái này là chỉ là 100 khoảng 70 ngàn đồng á. Yeah. How much? Yeah. 150. Yeah. Ờ, thì mình sẽ mua cho cô một cái mình thích nhất là cái màu màu đỏ như thế này nè. Yeah. À, ủng hộ cô ha. 100. Yeah. Yeah. Rất là dễ thương. Chỉ 70 ngàn đồng thôi mọi người. Và đây là có những cái hình ảnh một cái lễ hội của dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Ở đây là một cái hình của cái lễ hội ở cái bộ tộc của cô hay sao? Dạ. Yeah. À mình còn không lắc nữa mình qua mình coi trên này nữa nha cô bác cô anh chị. Ồ oh, vậy là hết rồi nè. Còn hai cô này nữa là hết luôn nè. Một bạn nữ. Dạ. Yeah. Bên đây một bạn nữa nè.
Dạ. Hello. Hello. Đang nấu cơm. Dạ. 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 Ờ ok ok. Dạ. Dạ cô. Dạ. Ở đây mình kỳ lạ nhất là không thấy người đàn ông. Dạ. Ờ. À. Ôi. Ở đây là cái nơi ngủ. Dạ. Thịt gà. Bí. Ô trời ơi. Ô cô nướng gà vậy luôn kìa. Ôi. Ngon quá. Cô cười. Biết English? No. No. Cô không biết nói chuyện tiếng Anh luôn. Dạ. Nhà cô. Chín người. Trời ơi. Nhà cô này tới 9 người. Dạ. Yeah. 9 người. Dạ. Yeah. Cô cũng giống như ở trên này có một cái dạ. Yeah. Gì ông? Hả? Không hiểu, mình cũng không nói. Thật ra tiếng Anh của Bùi Hồ rất là hạn chế luôn. Nên hình thử là chia sẻ cho. Dạ. Nãy giờ thì Bùi Hồ có đi vòng vòng ở trong cái cộng đồng của người Longnis ở Thái Lan á, thì mình gặp được cô này. Thì biết cô có một cái nhạc cụ, đó là cây đàn. Thì đây là cái đàn của người Longnis nè cô bác quý chị. Ở cái đàn này thì nó chỉ có 4 giây thôi. Đó. Thì cái đàn này nó rất là ngộ ở cái chỗ cái chỉnh phím này vẫn bằng gỗ luôn à. Và hôm nay thì đến đây muốn trải nghiệm với cái văn hóa cùng với là cô đây. Thì chắc có lẽ là nhờ cô nè đánh đàn cho Bùi Hồ cũng như là cô bác quý anh chị cùng nghe. Và đeo cái trang phục của cô ha. Bây giờ trước khi thì để cho nó giống với lại một người long nít nghe đàn, nghe cô đàn và đeo cái này nha. Cô đi. Cái này thì nó rất là nặng luôn. Để được đi đến đây phải đợi dài cổ. Anh Hồ nha, từ đây chia sẻ là đến ngôi làng này phải chật vật mất một ngày một đêm á. Đúng rồi. Dạ. 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 Yeah. Thấy rất là khác đúng không? À, chắc bây giờ con mời cô để mà đánh một cái bài nhạc ha. À, đây là một cái bài nhạc truyền thống, một cái nhạc cụ truyền thống của người Longnis.
Ok. Rất hay luôn. Nói chung là cô đánh nghe rất là hay. Cô bác có gì, mặc dù là về cái hình thức chơi nhạc của cô á thì mình không có hiểu lắm, nhưng mà đây là một cái nét văn hóa rất là độc đáo của người Lonit ngay tại đất nước Thái Lan. Dạ. Cô chơi được rất là nhiều bài. Mới tiếp tục nữa. Hay và đánh rất là nhiều bài, mà hôm nay Bùi Hồ có dịp về đây để mà nghe cô đánh những cái bài nhạc theo các bạn dân tộc của mình. Tiếng Thái rồi gọi là chào nói sao chưa? Hello. Thai Thai. Thai. Speak Thai. Hello. Speak Thai. Hello. Kitarat. Thôi bây giờ mình sẽ nói tiếng Việt Nam đi. À tầng à tôi tầng ngã khi nhất hello thank you thì tôi lại tới đây bana thì đâu rồi chưa được kinh giảng tới đây bana tới này bana kabuka đúng không, tới này bana là tiếng của người Long Ninh, tới này bana kabuka biết Việt Nam, biết Việt Nam tôi yêu Việt Nam, tôi yêu Việt Nam. Dạ tôi yêu Việt Nam, tôi yêu Việt Nam, tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Chào tạm biệt. Chào bye bye. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Yeah. Chào tạm biệt. Bye bye. Chào tạm biệt. Thôi bây giờ chắc có lẽ là Bùi Hồ xin kết thúc video clip tại đây. Rất cảm ơn cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng Bùi Hồ cũng như là đã xem chia sẻ về một cái bản sắc dân tộc rất là hay của người Lonit. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những clip về Thái Lan nha.